Xin chào mọi người. Ui giời, vừa ra ngoài một tí mà lạnh quá. Rồi hôm nay mới quay một cái video của mọi người. Hôm nay là lạnh và kèm theo mưa. Quay lạnh quá, buốt hết cả tay, buốt hết cả tay, Thì cái thời tiết này lưu ý với mọi người là mọi người đừng để con chó nó bị nhiễm lạnh ở cái thời tiết này, đặc biệt Bắc. Nhất là những cái con chó nó còn non dưới 6 tháng, kể cả chó to cũng thế, đừng để nó bị ướt người. Ướt người mà nó nhiễm lạnh này thì nó sẽ bị cảm sâu, nó cảm lạnh sâu là nó nguy hiểm. Với cái con chó dưới 6 tháng thì nó rất là dễ phát sinh nguy hiểm tính mạng. Với nếu mà con chó chúng ta ở cái thời tiết nó lạnh như thế này mà chúng ta để cho nó bị dính nước cảm lạnh. Siro lên đây nè, kép lên, lên lên lên, ok, ở đây. Đây là con cat. Mọi người nhìn, mọi người có nhận ra nó là con của con nào không? Cat này là con của Siro đấy. Đó, bây giờ nó to như thế này, nhìn nó to như thế này. Siro ở bên này, một đứa bên này, một đứa bên này, mỗi đứa một bên. Thì nhìn lên đi. Nó đang ở tuổi trai 7 tháng. Qua cái tuổi nguy hiểm rồi, với cái con rốt này hay là nhìn chung các chúng chó đều như thế. Con chó từ 7 tháng trở lên thì có thể nói là nó đã qua cái giai đoạn nguy hiểm. Nó cơ thể nó bắt đầu nó có cái sức nó giữ rồi. Bên nó bị bệnh nọ bệnh kia ấy, nếu nó có bị ấy, thì nó cũng còn có thời gian để nó có thể nó hồi phục được. Cái sức sống nó có một cái khoản tích lũy rồi, theo kiểu thế. Còn nếu mà con chó nó non, nó nguy hiểm là vì nó chưa có cái tích lũy. Nó đang cái tuổi nó lớn vù vù, nó có bao nhiêu là nó phát ra ngoài cơ thể hết. Cho nên là cái con chó dưới 6 tháng là nó ốm, nó rất nguy hiểm. Nhất là trong những cái giai đoạn thời tiết như hiện tại bây giờ. Ở miền Bắc hôm nay là lạnh sâu và kèm mưa. Thế thì con Siro sang bên này đi, để chỉnh chỗ cho hai mẹ con nó. Siro sang bên này. Đang ngồi bên này. Ok, đấy, thôi tôi ngồi đấy thôi. Xích vào đây, Siro xích vào đây. Siro xích vào đây. Ok, con két lên ghế đi. Két. Lên vào ghế. Rồi, ngồi yên, ngồi yên. Ngồi yên đây này, anh cho ăn này Siro này. Xích đây. Rồi đưa nó sang đây. Rồi, ngồi đấy, ok. Két ngồi đấy, ngồi xuống, ngồi xuống. Thế hai mẹ con ngồi cùng một bên. Rồi, anh ngồi một bên. Ngồi xuống đi. Không đứng, ngồi. Két. Ngồi xuống. Rồi, ok. Ngoan, để được ăn. Không, Siro. Đó. Cho mọi người hôm nay quay một đoạn video để cho mọi người ngắm hai mẹ con Siro. Villa thì không thèm ăn, lùi lại. Vì trời nó lạnh ấy, nhà chỉ có hai cái lồng hàng không thôi. Thế cho nên là chúng nó tranh nhau, chúng nó nhận chỗ nằm. Hai mẹ con Siro là nằm cùng một chỗ, két lùi lại, lùi. Con Siro, két ngồi xuống đi. À ừ, đứng đây, đứng thế cho mọi người ngắm cái khung người của nó là tí. Đang chạy nô đang thì có một cái cục dịch ở khuỷu chân. Siro. Siro sinh ra. Vừa sinh vừa ngoan. Tôi khép ngồi xuống. Ngồi. Đứng thế được rồi. Cái này che hết mặt, che hết mẹ Siro. Ngồi xuống đi két. Ngồi. Thế thì để còn nhìn thấy được mẹ Siro một tí đi. Thấy mẹ Siro ngồi gần cái nhau ra để không sợ mất phần này. Gần với xa đều có phần hết. Đó, mọi người nhìn két xinh gái không? Tầm này là cái mặt của nó ở cái diện sở giang. Đó là mặt ở cái giai đoạn vỡ nét, sắp lấy lại nét rồi. Khoảng tầm 10 tháng thì ông ấy nó sẽ lấy lại nét.
Nếu mà mọi người mà xem lại những cái video của Siro cái lúc 5 tháng 6 tháng là mọi người sẽ thấy con két là nó rất là giống không. Ngồi xuống, ngồi xuống thì ăn, đứng nhịp, ngồi đi, ngồi xuống, két. Chưa, đợt này bận không có thời gian dạy cho. Và đợt này nó cũng nhiều phát sinh nhiều vấn đề sau cái việc con Melsi rồi con Pila nó cũng phát sinh. Pila thì phát sinh theo kiểu hơi khác một tí. Pila nó phát sinh bệnh tuổi già bởi vì Pila 11 tuổi thôi. Pila đang ngủ đấy. Để tí gọi Pila đây cho mọi người nắm Pila một tí. Đó. Cái thời tiết nó lạnh như này thì mọi người lưu ý ở cái giữ cho con chó đừng để nó ướt người, đừng để nó bị nhiễm lạnh. Mấy người có hỏi cho con thì tiền đây mình cũng nói luôn là cái đàn đấy, cái đàn cho con của Marvin với lại Nancy ấy là có bốn con, còn bốn con ba được một cái ấy, thì con cái mà có mấy bạn hỏi ấy, thì có thể bắt nhá, vì là cái người chủ đặt cái con cái ấy, là có những cái thay đổi một chút, thành ra là đợt này sẽ không bắt được con cái nữa mà phải chờ bắt ở đằng sau. Thì con cái đó mọi người mà thích thì mọi người có thể bắt cái con cái của cái đàn Marvin Nancy được. Được cái giá như nhau thôi. Để gọi Pila ra đây. Pila ơi. Pila. Pila xinh đẹp ơi. Thôi hai mẹ con giải tán đi để ông gọi con Pila ra. Để yên đi nhé. Nào, để không. Để yên đi cho anh. Có đồ ăn. Nhưng mà phải để yên đấy. Để gọi con Pila ra. Con Pila ra đây anh xem nào. Pila. Pila. Pila không muốn ra hả? Pila ra đây. Pila cáo già đó. Gọi Pila ra, Pila không ra. Vì Pila biết là quay phim nên là Pila không ra. Pila không ra thì thôi, thì kết thúc video. Vì mấy cái này là như bây giờ Pila không ăn. Pila mấy hôm nay Pila giữ gìn, Pila không ăn, mà Pila chỉ có mấy hôm nay là Pila hạt Pila ít. Pila chỉ thích ăn thịt, đang gọi là hơi yếu ở trong người, tuổi già, cái cân nặng của Pila thì bây giờ nó phải sụt khoảng tầm 5 cân so với này thì cái lúc béo tốt 5-6 cân, nó giống như con Dakota, cái con chó mà đến cái đoạn tuổi già của nó ấy, là tự nhiên nó sẽ cái sức ăn nó giảm đi. Cái sức ăn nó giảm đi, nó đang ăn 10 phần nó chỉ giảm đi nó còn ăn khoảng tầm 3 phần và không có bất kỳ một nguyên nhân nào cả. Đấy, mà tự nhiên nó sụt đi, nó giảm ăn đi và người nó gầy dần đi. Cái Pila này là vẫn chưa phải gầy lắm. Nhưng mà so với lúc béo tốt thì là gầy. Nhưng mà nếu mà so với lại con Dakota lúc trước ở cái tuổi già của con Dakota thì Pila bây giờ vẫn còn đang thì phải béo tốt gấp đôi. Thế rồi. Đang thế rồi. Thế. Thế nhá. Tốt chơi. Thế to. Ăn thế thôi. Để hôm nào sẽ quay riêng một cái video cho Pila vậy. Để hôm nào ngã Pila ra thì hôm nay lạnh quá rồi để cho Pila nằm ở trong chuồng. Vì gọi Pila ra, Pila cũng không ra nữa là một cái lý do nữa, là vì là nếu Pila ra ấy, là Pila mất chỗ. Nhà chỉ có hai cái lồng hàng không thôi mà có ba con. Nên là như hiện tại bây giờ là nó chia ra là mẹ con Siro một nằm chung một cái lồng hàng không và Pila nằm một lồng. Nhưng mà nếu mà Pila mà ra mà phát thì chắc chắn sẽ bị mẹ hoặc là con mẹ chắc chắn sẽ bị Siro hoặc là con két này, một trong hai con nó sẽ nhảy vào, nó sẽ nhận cái lồng này.
vì một cái lồng to một cái lồng nhỏ, cái lồng nhỏ hơn vào một cái lồng to. Thì hiện tại bây giờ một mình Pila nằm ở trong cái lồng to, còn mẹ con của Siro thì lại phải nằm lồng nhỏ vì nó nhận chỗ rồi. Nên là nếu mà Pila mà ra một phát đây là mẹ con Siro sẽ vào lồng to nằm, hoặc là sẽ chúng ta sẽ chia ra mỗi con chúng ta nằm một lồng, là sẽ Pila sẽ phải nằm trên ghế này. Tức là nó trời nó lạnh là nó sẽ nằm ở những cái vị trí để cho nó cách đất cho nó ấm. Thì như mấy hôm trước là Pila đều phải nằm ở trên cái ghế mà mình đang ngồi này, là vì là hai cái lồng là hai mẹ con Siro mỗi con nó nằm ở một bên. Cho nên là bây giờ Pila rút kinh nghiệm, trời lạnh là Pila vào trong lồng Pila nằm luôn, chỉ có cái lúc nào là lúc ra ăn thì cả ba con cùng ra, thì Pila mới ra ăn và đi vệ sinh xong là lại vào lồng nằm. Chứ Pila không ra, Pila giữ chỗ. Thôi lên này, Siro lên trên, hai con lên trên. Đào, ok, đứng yên đây nha, đứng yên để quay video này, đứng yên này. Nào, cười thật tươi, nhìn máy quay. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo. Đợt này lười quay video quá, sẽ cố gắng để mà quay video nhiều hơn để cho mọi người ngắm cún. Rồi, cho mọi người xem hai mẹ con Siro này. Nào, hai mẹ con nhìn vào đây nào. Két ơi, két. Ê, Siro, con két nó biết quay xong cái nó chuồn luôn đấy, chuồn vào uống nước lấy lý do. Siro ngồi yên đấy nhá, ngồi yên đấy này, để ngắm Siro xinh đẹp quá ấy. Quá là xinh luôn, xinh quá. Ui xội, Siro quá xinh so với tiêu chuẩn. Đây, Pila đây, Pila nằm ở đây, Pila không thèm ra luôn. Gọi Pila không ra vì Pila nằm, Pila nhận chỗ. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.